Hôm nay là top 100 câu từ vựng liên quan tới GPT N5. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu từ câu số 41. Trong top 100 này chúng ta đã đi được 41 là tầm khoảng nửa chặng đường rồi đúng không mọi người? Hay, hôm nay là tuần thứ 3 trong chuỗi series live stream này rồi ạ. 41번. 게사 나니나니오 노미마시타. 1. 야사이. 2. 그다모노. 3. 고항. 4. 牛乳. Hai. Sáng nay tôi đã uống sữa hay y desu ne. Thúy Vi chọn 4, Lịch Nguyễn 4, Hương 4, Công Bình 4, Bảo Long 4. 3 là rau trái cây cơm đi cùng với tabemas. Chính xác. Đấy, mọi người phải phân tích được ra như thế thì chắc chắn là câu của mọi người chọn là chính xác rồi, đúng không? Trong câu này thì chúng ta sẽ có một sự gợi ý, đó chính là động từ nomimas là uống, đúng không? Vậy uống cái gì? Mình đọc lần lượt đáp án và loại trừ dần nhé. Số 1, yasai là rau. Hay như bạn Bảo Long có nói là mình phải đi về ăn chứ. Yasai o tabemas, đúng không? Số 2, kudamono cũng tương tự, nó là từ hoa quả, trái cây, đúng không nào? Hay số 3, gohan là cơm rồi. Đấy, ba động từ này phải đi với động từ ăn này. Còn cuối cùng uống thì mình chỉ đi được với sữa bò thôi đúng không? Như hay chính xác rồi. Rồi, vì vậy là mình sẽ dịch cả câu là sáng nay tôi đã uống sữa bò. Hãy kesa minasan wa nani o nomimashita ka? Nani o tabemashita ka? Zehi comment de oshiete kudasai ne. Hãy, tsugi. Rồi, câu khởi động rất là dễ đúng không? 100% các bạn làm đúng rồi. Tiếp tục chúng ta sang câu tiếp theo, câu số 42. Tương tự như câu vừa rồi thì câu số 42 của chúng ta cũng sẽ có một động từ gợi ý đúng không? Chính là động từ kakimashita, viết. Vậy các bạn thử xem là viết đi với tân ngữ, đi với chủ thể danh từ gì là hợp lý nhất? 1. 신문 2. 사진 3. 타바코 4. 대가미. Rồi, bạn Lịch Nguyễn cũng có comment phương án là tôi đã viết thư cho bạn. 2. 소 desu ne. Chính xác, Kim Ngân cũng chọn 4. Công Bình 4. Hà Linh 4. Song Hỷ 4. Chang chang. Omedetou gozaimasu. Hay, chính xác rồi, phương án đáp án đúng của chúng ta sẽ là Tegami là viết thư đúng không? Vậy chúng ta ghép lá thư lên đây. Hai, các bạn dịch được câu chưa nhỉ? Tôi đã viết thư cho bạn bè của mình. Ok rồi phải không nhỉ? Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích nhá. Số 1, 2, 3 ý nghĩa là gì và tại sao nó sai thì các bạn sẽ thử tìm động từ đúng dành riêng cho nó nhá. Ví dụ, từ shinbun chúng ta có từ báo, đúng không? Báo thì hay đi với động từ gì mọi người nhỉ? Đọc báo đúng không nào? Các bạn có thói quen đọc báo chưa? Shinbun no yomu đúng không nào? Mình sẽ viết thể thông thường mọi người nhé. Chắc hẳn là tất cả mọi người đang xem live ở đây thì mọi người đều học đến thể từ điển, thể thường rồi đúng không? Thì chúng ta sẽ viết thế này cho ngắn gọn được không nào? Yomu được chưa? Đọc báo. Số 2, sashin chính là gì nhỉ? Ảnh đúng không? Ảnh thì đi với động từ gì nhỉ? Chụp ảnh. Hai. Sashin no torimasu, toru. Còn số 3, tabaco là gì các bạn? Thuốc lá đúng không nào? Hai, thuốc lá. Thuốc lá thì đi với động từ gì ta? Động từ hút là gì mọi người nhỉ? Comment được chưa ạ? Tabako suimasu sẽ thành sự đúng không nào? Thì chỉ có mỗi tegami là bức thư đi với động từ kakimasu của chúng ta thôi. Ok, tiếp tục nào mọi người. Và mọi người cũng đừng quên thả like, thả tim cho cả các kênh Facebook, YouTube của Dũmori được không nào? Hay cũng là một cái liều thuốc tinh thần topping ấy. À gọi không phải topping mà là gì nhỉ? Doping đúng không? Để khích lệ tinh thần của các giáo viên để có thể là tiếp tục sáng tạo ra các nội dung, các bài học thú vị hơn và cùng nhau học với mọi người, cùng nhau hướng tới kỳ thi GPT. Hãy xin cảm ơn tất cả mọi người nhé. Hãy tsugi desu ne, câu số 43, Đặng Văn Hiếu 3, Dung Lan 3. Hãy và chắc chắn rồi. Đáp án của chúng ta là 3. Hãy, vì sao các bạn lại chọn 3 được như vậy? Thì bây giờ mình sẽ cùng nhau đi phân tích mọi người nhé. Trong những năm gần đây mình cũng nói khá là nhiều, đó là mặc dù là đề thi từ vựng này hoặc là ngữ pháp, nhưng mà người ta đẩy đoạn hội thoại A, B vào rất là nhiều. Nhưng mà các đoạn hội thoại này rất là ngắn mọi người nhé. Hầu như là mỗi bạn chỉ có một câu thôi và sẽ sử dụng được từ vựng và ngữ pháp quen thuộc của trình độ đó. Ví dụ như câu này, các bạn dịch được A chưa nhỉ? Bạn A nói là gì đây? Nichiyobi nani o shimasu ka? Vào ngày chủ nhật thì bạn làm gì? Bạn B trả lời. Koibi toto nani nani o shimasu. Hay 1. Onimotsu. Nimotsu là gì mọi người nhỉ? Hành lý đúng không? Hành lý thì liên quan gì đến người yêu được nhỉ? Không hợp lý rồi. Đấy, hành lý. Số 2. Okane là tiền. Đấy. Số 3. Ohanami. Hana là hoa. Mi là xem, ngắm, nhìn ấy mọi người. Thì ghép lại sẽ là ngắm hoa. Ngắm hoa đúng chưa nào? Đặc biệt là vào mùa hoa anh đào đúng không? Đấy. Được tay trong tay với người yêu đi ngắm hoa thì không còn gì bằng đúng không ạ? Còn osake là rượu, ok chưa? Đấy, vì vậy nếu mà các bạn nào chưa chắc chắn hoặc là không hoàn toàn là biết nghĩa hoặc là dịch được tất cả thì mọi người có loại trừ dần dần theo những phương án của mình biết nhá. Vì vậy đáp án của chúng ta là 3 chính xác, đó là tôi đi ngắm hoa cùng với người yêu của mình. Hay y desu ne, rất là lãng mạn đúng không mọi người? Ok, câu 44. Núi Phú Sĩ là ngọn núi cao nhất, một là xấu, hai là cao, ba mới và bốn là rẻ. Y nè, Công Bình sao? Ok desu yo. Hay
Quỳnh Như chọn 2, Takai, so this ne. Hay trong câu này thì tất cả mọi người đang nghiêng về phương án số 2, Takai chính là cao đúng không? Nhắc tới núi Phú Sĩ thì chắc hẳn là các bạn không còn xa lạ gì nữa rồi đúng không ạ? Có bạn nào từng leo núi Phú Sĩ ở Nhật chưa? Comment xuống bên dưới nhá. Ở đây chúng ta sẽ có một từ là Yama desu, núi đúng không? Vậy núi Phú Sĩ là một ngọn núi rất là cao. Và nếu biết đố các bạn là vị trí gọi là chiều cao chính xác của ngọn núi Phú Sĩ là bao nhiêu mét thì các bạn comment xuống bên dưới luôn nhá. Rồi, và đuôi là xấu đúng không? Xấu hoặc là tồi đấy, ví dụ thời tiết xấu thì sẽ là tenki ga warui ne, hay là warui hito đúng không, khi mà chúng ta hay trêu nhau hoặc là một người nào đấy là gọi là phải cực kỳ xấu xa tồi tệ đấy thì mình sẽ dùng là warui hito. Còn số 3, atarashi là mới đúng không nào, đấy ví dụ mình khoe là có cái điện thoại iPhone 16 mới chẳng hạn đấy, atarashi sumaho. Còn số 4, yasui là gì rồi mọi người nhỉ, rẻ đúng không, nói về giá cả vật giá. Hay ok this, hay đi tiếp nhá, câu số 45 nào mọi người, chủ ngữ này. Watashi wa, tiếp theo, Maria-san ni prezento wo 1 agemashita, 2 kakimashita, 3 ikimashita, 4 kakemashita. Hay, bạn mình là bạn nhanh nhất, bạn ấy comment là 1. Hay, những câu vừa rồi là chúng ta có gợi ý về động từ đúng không? Còn câu này là mình có gợi ý về danh từ. Prezento là gì mọi người nhỉ? Một món quà gì đó đúng không? Quà thì chúng ta hay đi với động từ gì? Gửi quà, tặng quà, nhận quà, mua quà các thứ đúng không ạ? Để các bạn loại trừ dần dần xem phương án nào phù hợp nhất nhá. Hãy Nguyễn Quốc Huy agemashita, Thúy Vi 1. Ừ. So desu ne. Hãy chính xác, đáp án của chúng ta là 1. Agemashita là tặng đúng không mọi người? Vì vậy mình sẽ ghép nhá. Tôi đã tặng quà cho chị Maria. Hãy số 2, kakimasu, lúc nãy chúng ta gặp rồi đấy mọi người, nhớ chưa? Kakimasu là từ viết đúng không nào? Viết thư thôi. Hãy còn số 3, ikimashita là đi đúng không nào? Số 4, kakemashita thì có khá là nhiều nghĩa. Ví dụ trong N5 thì mọi người có thể học là từ đeo kính rồi, phải không nhỉ? Các bạn nào đang đeo kính không? Mình biết động từ đeo kính không nhỉ? Megane o kakemasu, đúng không nào? Rồi, còn động từ gì nữa mọi người nhỉ? Jikan o kakemasu, đúng không? Hay là okane o kakemasu, là mình dành hoặc là mình tốn bao nhiêu thời gian tiền bạc vào một cái lĩnh vực gì đó. Ví dụ, dành bao nhiêu thời gian vào việc học chẳng hạn này. Hay là động từ gì nữa ta? Khóa cửa đúng không nào? Kagi o kakemasu. Đó thì mình hầu như là ngày nào mình cũng nói với học viên của mình, đó chính là thay vì các bạn học một từ đơn có thể nó nhớ ngay lúc đấy được đúng không? Nó tiết kiệm thời gian ngay lúc đấy, nhưng cái khả năng rồi là cái tính vận dụng của nó chưa cao. Vì vậy là các bạn thay vì học một từ đơn, các bạn hãy học một cụm từ đúng không nào? Tức là mình sẽ học xem là nó hay đi kèm với động từ, trợ từ hay tính từ là gì, thì trong phản xạ rồi là kaiwa của chúng ta cũng sẽ nhanh hơn và tự nhiên hơn. Ok, chuyển sang câu số 46 mọi người nhá. Kirei na nani nani wo kaimashita. Hãy tương tự như vậy, mình sẽ tìm một tân ngữ phù hợp cho động từ kaimashita, mua đúng không nào? Vậy mua gì được mọi người nhỉ? 1. Buru. 2. Hankachi. 3. Speech. Và 4. Toilet. Hãy Mỹ Sàng chọn 2 này, Quỳnh Như chọn 2, Hankachi. Hãy Công Bình chọn 1, Văn Hiếu chọn 2. Bắt đầu có phương án sai lệch khác nhau một chút xíu đây rồi. Hương chọn 2, Đung Lan 2. Hãy so desu ne. Hankachi là cái gì mọi người nhỉ? Đó, nhớ là comment cả phương án dịch của mình luôn mọi người nhá. Hankachi chính là cái khăn tay. Đó, các bạn dịch lên câu xem ok chưa? Ok la chưa nhỉ? Tôi đã mua một chiếc khăn tay rất là đẹp. Hay, người Nhật thì hầu như là ai cũng sẽ có thủ sẵn một cái khăn tay ở trong túi đúng không? Thì các bạn có bị hòa tan về cái văn hóa đấy chưa? Bây giờ hàng ngày mình đi học đi làm mình có chuẩn bị một cái khăn tay đi cùng không? Hãy comment xuống bên dưới nhá. Ichi buru là cái bể bơi đúng không nào? Bể bơi. Hay. Số 3, speech là một bài gì? Một bài phát biểu. Hay, bài phát biểu. Đấy. Phát biểu này. Còn số 4, từ toilet chính là nhà vệ sinh đúng không? Toilet đấy mọi người. Đấy, toilet. Ok, it is next. Không khó lắm đúng không? 47 nhá. Masugu itte hashi o nani nani. 1. Ikimasu. 2. Watarimasu. 3. Wakarimasu. Và 4. Narabimasu. Hay. Cái câu này liên quan tới hashi đúng không? Cái cây cầu mọi người nhá. Có trong các buổi live lần trước rồi. Các bạn đã làm đúng được hết rồi, hôm nay có làm đúng tiếp hay không nào? Ừ, đi thẳng sau đó băng qua cầu. Ok, Quỳnh Như chọn 2, Quốc Huy chọn 2, Ngọc Sa 2, Niên Hoàng 2, it is next. Ok, so this, đáp án của chúng ta chắc chắn rồi, ni vàng this. Bởi vì nhá, chúng ta sẽ có một cái sự gợi ý, đây là cây cầu đúng không? Thì mình chỉ có một cụm cố định, đó chính là hashi o watarimasu, băng qua cây cầu thôi đúng nào? Còn cả câu mình sẽ có hai vế, vế một là gì đấy nhỉ? Đi thẳng đúng không? Sau đó thì băng qua cây cầu này. Hãy ikimasu là động từ đi, động từ này hôm nay gặp khá là nhiều phải không nào? Còn wakarimasu chính là từ hiểu. Hãy thì hôm qua gặp wakarimasu đúng không, hiểu này. Narabimasu là gì nhỉ? Xếp hàng, chính xác, xếp hàng. Ok, hãy các bạn liên tục comment nhá. Narabimasu. Ok ạ. 48, futo ni kitte nani nani kudasai.
1. Hatte, 2. Kitte, 3. Totte và 4. Yatte. Hãy vete kudasai, đúng không nào? Một mẫu câu rất là điển hình của N5 rồi. Người ta cũng đã chia sẵn cho mọi người sang thể T rồi đấy. Liệu động từ gì ok nhất nha? Nào mọi người thử sức với phương án dịch của câu này nào. Không có chữ Hán từ vựng nào quá khó đúng không? Futo ni kitte. Đáng ra kitte này là viết hẳn chữ chữ Hán luôn đúng không? T chính là chữ này luôn mọi người nhé. Đây, đấy. Kitte của chúng ta. Nani nani te kudasai. Ok. Đấy, Marvin Nguyễn chọn 1, Phan Thị Ngân chọn 1. Hay đúng rồi mọi người. Hatte. Rồi các bạn nào dịch trước nhỉ? À, dán tem vào phong bì, chính xác. Động từ hadimasu của chúng tôi là dán đúng không? Còn đây là câu mệnh lệnh sai khiến, vậy là hãy dán tem vào phong bì, đúng rồi. Số 2, kitte là từ gì mọi người nhỉ? À, so desu ne, cảm ơn bạn Mỹ Sang nha. Số 2, bạn có comment là nghe. Nếu mà là nghe là kikimasu đúng không? Khi chúng ta chuyển sang thể T phải là kiite. Mỹ Sang để ý nha. Còn kitte của chúng ta ở đây là cái từ cắt này mọi người. Kirimasu ấy, chữ Hán chính là chữ này luôn này. Đấy, kirimasu thành kitte, cắt thái mà. Các buổi live lần trước mình liên quan đến từ rau ấy mọi người. Yasai o kitte đúng không? Totte là lấy, là chụp. Hãy tùy chữ Hán nhé, chứ nó không hoàn toàn giống nhau đâu mọi người ạ. Còn cuối cùng từ yatte là từ làm thôi, yarimasu á. Ok chưa? Đúng rồi, kitte là cắt chính xác Huy Sàng. Ok, 49 nào. Suzuki san no ie no inu wa tottemo nani nani desu. Hãy, vừa rồi mình nói về động từ rồi, danh từ rồi, bây giờ chuyển sang tính từ đuôi y xem sao nhá. Tính từ đuôi y. 1. Karai. 2. Atarashi. 3. Kawaii. 4. Usui. Tính từ gì mà lại đi được với y nữ mọi người nhỉ? Con chó nhà anh Suzuki rất chấm chấm chấm. Rất thế nào? Nguyễn Thương 3. Nguyễn Bá Hạnh 3. So this next. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu chữa câu này này. Con chó nhà anh Suzuki thì rất thế nào mọi người? Kawaii đúng không? Rất là đáng yêu. Ok. Số 1, karai là gì nhỉ? Karai, cay đúng không nào? Cay nói về cảm giác. Số 2, atarashi là mới. Hay. Còn số 3, usui là mỏng. Mỏng này, nhạt này. Được chưa nào? Hay, các bạn có biết hết những từ này chưa? Hay. À, いいですね. Cho mình xin 20 giây giới thiệu thêm cho mọi người về các đầu sách sơ cấp của Dũng Modi được không ạ? Hãy, trên tay mình thì cũng đang cầm hai quyển sách mà trên màn ảnh trên màn hình mà các bạn đang nhìn thấy luôn, đó chính là cuốn tổng ôn N5 và tổng ôn N4 dành riêng cho các bạn đang học sơ cấp mọi người nhé. Và trong cuốn sách này có gì và tại sao nó lại hot đến như thế, và độ hot của nó thì chắc không cần bàn đúng không? Nhắc tới Dũng Modi, nhắc tới sách học sơ cấp thì hầu hết là mọi người đều đã biết đến sự tồn tại của hai cuốn sách này rồi đúng không ạ? Bên trong thì N5 chắc chắn là chúng ta sẽ học từ bảng chữ cái này, sau đó là chúng ta sẽ đi vào lần lượt từ chữ Hán, từ vựng, ngữ pháp mọi người nhé. Và cuối sách thì cũng sẽ có rất là nhiều các bài tập, các dạng môn đai mà giống với đề thi GPT luôn. Và với mỗi một dạng bài thì đều có chứa rất là nhiều các bài test nhỏ. Và đương nhiên rồi, sau khi làm xong thì các bạn có thể tự chấm chữa và đọc phần giải thích chi tiết ở cuối sách để hiểu hơn tại sao câu này đúng, câu kia sai, được không nào? Đó, rất là tiện ích, và đặc biệt là trong giai đoạn này khi mà chúng ta chỉ còn 1.5 tháng nữa, gọi là 1.5 tháng vẫn hơi nhiều đúng không? Còn 45 ngày nữa mà chúng ta đi thi GPT rồi thì các bạn có thể tham khảo các đầu sách này để về mình, thứ nhất là mình ôn tập tổng ôn lại kiến thức, thứ hai là mình luyện tập mình làm những cái dạng bài sát với đề thi, được không nào? Hay ý để xét, nếu mà có vấn đề, có thắc mắc hoặc là muốn tham khảo thêm sách thì các bạn có thể comment trực tiếp trên fanpage của Dũng Modi mọi người nhé. Hay, rồi cảm ơn mọi người. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 50. Đây, bắt đầu mốc này trở đi là mình đã đi được 1/2 chặng đường rồi đúng không? Hay. Đấy, cũng như là kế hoạch đặt ra của chúng ta từ đầu tháng 10, đó là trong tháng 10 này thì mình sẽ cùng nhau đi hết được top 100 câu hỏi từ vựng quan trọng nhất ở các GPT của các cấp độ luôn. Và thứ hai của chúng ta sẽ là N5, vì vậy ngày hôm nay chúng ta đã đi được 1/2 chặng đường rồi. Chúc mừng chúng ta đúng không ạ? Hay, cảm ơn các bạn đã đồng hành từ đầu chiến dịch đến bây giờ nhé. Hay, sau tháng 10 thì tháng 11 mình sẽ triển khai thêm các dạng, ví dụ như là đọc hiểu, nghe hiểu, ngữ pháp, rồi là những cái dạng bài từng dạng môn đai trên đề thi GPT luôn, gợi ý các bạn phương pháp làm, những cái mẹo làm, những cái tips làm sao khi mình đi thi mình có thể tối giản thời gian nhất có thể, đúng không nào? Đấy, thì rất là mong cũng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của mọi người nhé. Hay, rồi, chuyển sang câu 50, mình bắt đầu đọc phương án của mọi người này. Bạn Oanh Dolly chọn 3, Ngọc Mỹ 3. Rồi, bạn Bình có phương án dịch như sau. Tôi đã mua 500g thịt. Thịt gì đấy mọi người nhỉ? Todinika. À, bên dưới bạn Song Hỷ có bổ sung luôn, đó là thịt gà. Đấy. Bạn Hương và bạn Dung Lan cũng có phương án dịch tương tự, 500g thịt gà, chính xác. Mọi người hay đi mua thịt gà ở siêu thị không? Nghe nói là thịt gà là một trong những loại thịt mà rẻ nhất, đúng không nào? Vì vậy là chúng ta rất là thường xuyên đi mua này. Todinika là thịt gà, chính xác. Mình có con số là 500 thì gram mự phù hợp nhất
trong khối lượng của nó rồi đúng không? Tôi đã mua 500g thịt gà. Con số 1 đai là đơn vị đếm của những cái phương tiện giao thông. Ví dụ các bạn đếm là có một cái xe hơi, hai cái xe máy chẳng hạn đấy mọi người, thì là đai. Ngoài ra là những cái vật dụng ở trong nhà, cái đồ điện tử mà to to một chút, ví dụ như là tivi, tủ lạnh, máy giặt đó, thì chúng ta cũng dùng đơn vị này để đếm đếm số cái, số chiếc mọi người nhá. Con số 2, mê tô được là mét rồi đúng không? Là khoảng cách, ví dụ bơi được 500 mét chẳng hạn này. Còn số 4 từ bê dị là từ trang đúng không? Trang ví dụ như là trang sách, trang giấy, hoặc là trang chủ chúng ta có từ home bê dị chẳng hạn. Đó, thì katakana cũng là một cái chủ điểm mà không thể nào thiếu được trong đề thi. Và hàng ngày khi chúng ta đi chợ, đi siêu thị rồi là đi làm, sử dụng tàu điện các thứ đấy, thì các bạn cũng thấy là katakana xuất hiện rất là nhiều trong cuộc sống sinh hoạt của mình nữa. Vì vậy là tất cả chúng ta đều phải học katakana mọi người nhá. Không trốn đi đâu được đâu. Hãy 51. Kore wa nani nani taberadenai. Hay, các bạn N5 đã biết đến thể này chưa nhỉ? Taberadenai thì khả năng đúng không? Taberadenai, các bạn nhìn thấy nai là thể phủ định nữa, vì vậy sẽ là không thể ăn. Ăn cái gì đây? 1. Mazukute. 2. Oishikute. 3. Yasukute. Và 4. Kirakute. Hay. 51, bạn Hương chọn 1. Mazukute. Bảo Long cũng chọn 1. 2. Cả bốn đáp án thì đều là các tính từ đúng không? Người ta chuyển sẵn sang thể T để tiện trong quá trình nối với động từ ở phía sau. Thì chúng ta sẽ cần phải căn cứ vào ý nghĩa đúng không? Lý do tại sao mà tôi lại không ăn được nhỉ? Dung Lan chọn 1, cái này dở quá, tôi không thể ăn được, chính xác. Mà T của chúng ta chính là dở, có nghĩa là không ngon ấy, đúng không? Cố đệ nó chỉ là một cái đơn vị gọi là cái này chung chung thôi đúng không? Cái này vì dở quá thì tôi không thể ăn được. Oishikute là ngon. Ngon thì phải ăn được, thậm chí là ăn nhiều đằng khác đúng không nào? Yasukute, lúc này chúng ta có nói rồi là động từ, là tính từ rẻ đúng không nào? Và cuối cùng kirakute, may quá không chọn, bạn nào chọn nhầm đúng không? Kirai chính là từ ghét, thế nhưng mà nó lại là tính từ đuôi na mọi người nhá. Thế cho nên chuyển sang thể T, cư T ở đây là hoàn toàn sai, không có hợp lý về mặt hình thức lẫn ý nghĩa nhá. Ok. Hãy 52. Kyo ga nani nani de ashita ga mikka desu. 1. Hatsuga. 2. Futsuga. 3. Yokka. 4. Hatachi. Hay. Nhìn thấy đuôi cạ cạ là các bạn đoán được nó hỏi về mình, hỏi mình về cái gì chưa nhỉ? Trong lần năm chúng ta học rất là nhiều đơn vị đếm đúng không? Lúc đấy mình có từ dai rồi. Bây giờ mình sẽ sang cạ là nói về mồng đúng không? Mồng mùng là trong tháng thứ các thứ đấy. Rồi chúng ta học về đếm người này, đếm ly, đếm cốc, đếm gì nữa mọi người nhỉ? Khoảng cách các thứ vân vân đúng không? Chúng ta học rất là nhiều ở nửa năm hết rồi. Vậy trong câu này các bạn có nhớ được các đuôi cạ cạ này không nhỉ? Hay, bạn Hương chọn 2, Song Hỷ 2, Quốc Huy 2, Bảo Long cũng chọn 2, hôm nay mùng 2, ngày mai mùng 3, đúng rồi. Thì với đằng sau là bổ trợ là gợi ý đúng không? Ngày mai là mùng 3, các bạn nhìn thấy bộ tam đây rồi, vậy chắc chắn ngày hôm nay chính là mùng 2, viết bằng bộ nhị đây luôn đúng không? Đó chính là từ Futsuka, chính xác, hôm nay là mùng 2. Ok, còn số 1, số 3 và số 4 có nghĩa là gì nào mọi người? Có một từ hơi lạc quẻ này, nó không có chữ cạ gì hết, nhưng nó cũng là một từ có nghĩa và chắc chắn là các bạn đều biết hết rồi. Hồi xưa khi mà học nửa năm mình cũng khá là vất vả chật vật với việc học mồng như thế này ấy mọi người. Các bạn có nhớ được hết không? Có bạn nào hay bị nhầm không ạ? Mùng 8, mùng 4 và 20 tuổi. Mùng 8 hả? Hatsuka không phải mùng 8 nhá. Các bạn nhìn kỹ lại nào. Hatachi đúng rồi, có nhiều bạn comment là 20 tuổi đúng rồi, nó bằng với từ sanjusai ấy đúng không? Sanjusai. Còn yoka là mùng 4 cũng đúng ạ. Mùng 4. Ok, Hatsuka có bạn nào comment chưa? Hatsuka nào? So desu ne, chính là ngày 20 của chúng ta ấy mọi người. 20 nó cũng có một cái cách đọc đặc biệt đúng không? Nó không phải là nichi mà kết thúc đuôi vẫn là cạ thôi. Thế nhưng mà sẽ là ngày 20, chính xác. Bạn Huỳnh Như có comment được rồi này. Đó, mọi người để ý nhá, vừa nói xong đúng không? Vẫn có bạn nhầm, vẫn có bạn quên. Đó, vì vậy mọi người để ý nhá. Tất cả thì ngày tháng nào mà mình chẳng gặp đúng không nào? Thì mình phải nhớ chính xác của nó nha. Ok, 53, tiếp tục là đoạn hội thoại giữa bạn A và bạn B. Tokyo made ato dodokurai kakarimasu ka? Mou sugu nani nani yo? 1. 着きます. 2. 出ます. 3. 動きます. 4. 帰ります. Động từ gì được mọi người nhỉ? Hay. Bảo Long 1. Sắp đến rồi. 着きますよ. Hay. Kim Thoa 1. Ok. Bạn Hương chọn 1. Ok. Thì chúng ta sẽ chữa luôn nhá. 1. 着きます. Động từ đến. Chính xác. Mình sẽ dịch câu này như sau này. Đến Tokyo thì còn khoảng bao nhiêu nữa đúng không? Bao nhiêu nữa ở đây thì cũng các bạn, lúc này chúng ta có nói từ kakarimasu ấy, là mất hoặc là từ tốn đúng không? Là còn tốn bao nhiêu phút nữa hoặc là mất bao nhiêu thời gian nữa chẳng hạn. Thì câu B mình sẽ dịch là sắp đến rồi. Skimasu là từ đến. Ok. Demas là từ đi ra, ví dụ đi ra căn phòng, heyau demas này, hoặc là các bạn xuất hiện, các bạn tham gia trong trận đấu cũng có thể dùng động từ này nhá, là demas. Số 3, ugokimasu là chuyển động, là cử động. Còn số 4, kaerimasu là về, quay về. Đúng chưa nào? Các bạn đã nhớ được hết tất cả các ý nghĩa của ba đáp án còn lại chưa? Ii desu ne. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục sang câu số 54. Hai. Nani nani shitsurei desu ga, Tanaka-san dewa arimasen ka? 1. 2.
sang a yong ja hai. Cái này thì không chỉ liên quan tới từ vựng đâu đúng không, mà trong kaiwa là các bạn cũng sẽ vận dụng được cái kiến thức này luôn mọi người nhé. Bảo Long là bạn nhanh nhất, bạn có chọn phương án số 2, bạn Hương cũng chọn 2. Hãy số đấy rồi, tất cả mọi người đã chọn được phương án đúng chính là nghi bảng số 2 ạ. Ano có chức năng là gì mọi người nhỉ? Các bạn có hay nói từ này hoặc là nghe người Nhật nói không? Ano thứ nhất là có thể dùng bắt đầu một cuộc trò chuyện nào đó đúng không? Đặc biệt là khi các bạn muốn gọi ai đó một cách lịch sự hoặc là khi mà chúng ta ngập ngừng muốn hỏi người ta cái gì đấy. Ano sumimasen, sau đó mình bắt đầu vào câu chuyện đúng không nào? Bắt đầu nhờ vả cái gì đó chẳng hạn. Vì vậy Ano dịch trong tình huống này nhá. Xin lỗi cho tôi hỏi đúng không? Anh có phải là Tanaka không? Hay còn e chúng ta cũng học rồi đấy, chính là là gì nhỉ? Đúng không? Dùng khi đồng ý đấy mọi người với cái ý kiến hoặc là quan điểm của đối phương. Còn số 3, yokatta. Các bạn có hay nghe thấy không ạ? Thì hai chữ a ghép với nhau ở đây chính là từ a hoặc từ a của tiếng Việt mình luôn, rất là dễ này. Còn số 4, ja thì chính là nào này hoặc là thôi nào, vậy thì ví dụ ja ikimashou, vậy thì chúng ta sẽ cùng đi thôi nào. Ok cho mọi người. Hãy so desu ne. Rồi. Câu số 55 nhá. Channel wo kaeru kara terebi no nani nani wo totte kudasai. 1. Remote. 2. Pasokon. 3. Aircon. 4. Computer. Hãy tiếp tục một câu hỏi liên quan tới katakana nha. Rồi. Đầu tiên là các bạn có hiểu được từ channel nghĩa là gì không mọi người? Bảo Long chọn một channel đúng không? Channel đây không phải là thương hiệu không biết nói đây có bị gì nhỉ? Dính bản quyền hay gì không nhỉ? Một cái thương hiệu nổi tiếng trên thế giới về thời trang rồi là túi xách đâu đúng không? Mà nó sẽ là liên quan tới kênh, các kênh mà chúng ta xem trên TV ấy mọi người. Hay thì câu này mình sẽ hiểu như sau này. Vì đúng không? Vì em muốn đổi sang kênh khác, thế cho nên lấy giúp em cái gì nhỉ? Cái điều khiển TV. So this ne, remote, chính xác, chi ba. Hãy số 2, Pascal, dễ quá đúng không? Chính là cái máy tính xách tay này, cái laptop mà hàng ngày chúng ta mang theo đi học đi làm đấy. Còn aircon là cái điều hòa. Cuối cùng computer là cái máy tính cây, máy tính bàn mọi người nhá. Đấy, chắc là không có vấn đề gì nữa đúng không? Mọi người nắm được tất cả ý nghĩa của các từ này rồi. Ok ạ. Hãy chúng ta tiếp tục sang câu số 56. Tokidoki piano nani nani. 1. Aimasu. 2. Sumimasu. 3. Hatarakimasu. 4. Hikimasu. Hãy tròn như trang 4, rung lan 4, nhung phạm 4, mimi 4, so this next. Không để các bạn chờ lâu nữa. Chính xác đáp án của chúng ta là 4. Tại sao là 4? Bởi vì nó sẽ là một động từ đi kèm với piano, là cái đàn rồi đúng không? Thỉnh thoảng thì tôi có chơi hoặc tôi có đánh đàn piano. Thì hikimasu là động từ chơi dùng trong các loại nhạc cụ, ví dụ như là chơi guitar hoặc là chơi piano đấy mọi người. Vì vậy là chúng ta cũng để ý để khi nào kaiwa này hoặc là đi làm bài thi nhá, mình gặp một trong hai cái từ này là mình cũng có dấu hiệu để chọn từ còn lại rồi đúng không nào? Đấy chính là mẹo làm nhanh đấy mọi người. Còn ichi aimasu thì chúng ta sẽ hiểu là gặp gỡ nhá, gặp ai đó này. Số 2, sumimasu. Sumimasu là từ sinh sống đúng không? Ví dụ tôi đang sống ở Tokyo chẳng hạn. Tokyo ni sunde imasu. Còn số 3, hatarakimasu là làm việc, vì tôi đang làm việc cho Zumori chẳng hạn đúng không? Zumori gaisha de hatarakimasu. Hataraite imasu. Được chưa nào? Hai. 57. 57 nhá. Kyo kaimono ni nani nani. 1. Imasu. 2. Mimasu. 3. Ikimasu. 4. Tsutomemasu. Hai. Lan em chọn 3, Bảo Long 3, Huỳnh Như cũng chọn 3 là ikimasu. Hay hôm nay tôi sẽ đi mua sắm. So desu ne. Câu này chúng ta có gợi ý là từ kaimono đúng không? Ghép thành một cụm. Kaimono ni ikimasu có nghĩa là đi mua sắm, chính xác. Còn từ imasu thì nó sẽ là từ ở hoặc là từ có đúng không? Chỉ sự tồn tại nhá. Ở này hoặc là có. Ok. Và thường sẽ dùng cho người hoặc là động vật đúng không nào? Là động từ imasu, iru. Còn số 2 từ mimasu của mình chính là từ nhìn này, ngắm hoặc là xem, lúc đấy mình có cụm từ đó chính là từ gì nhỉ? Hanami đúng không? Đấy, hanami, ngắm hoa đấy mọi người. Còn số 4, tsutomemasu là làm việc hoặc là phụ trách một cái công việc nào đó. Ví dụ mình nói là tôi làm việc cho công ty Honda đúng không? Honda ni tsutomete imasu. Được chưa mọi người? Hay, rồi, 58 nhá. Ok. 58 bảng. Ashita ane to tennisu wo nani nani. 1. Aimasu. 2. Kimasu. 3. Shimasu. 4. Tabemasu. Hay tương tự bất cứ một câu nào cũng sẽ có ít nhiều những cái sự gợi ý ở trong đấy đúng không? Bây giờ các bạn xem là V tức là động từ gì phù hợp với động từ, phù hợp với từ tennis nào. Tennis. Ok, Nhung Phạm chọn 3 này. Huỳnh Tấn Dương chọn 3 là Shimasu.
Ngày mai tôi sẽ đi chơi tennis với chị tôi. So desu ne. Đó, chúng ta sẽ có động từ chơi tennis, cụ thể là tennis wo shimasu, đúng không? Ví dụ liên quan tới một số môn thể thao khác như chơi bóng đá thì chúng ta cũng dùng từ này luôn nhé. Saka wo shimasu, được chưa nào? Ashita, ngày mai này. Ane là chị gái, như bạn Bảo Long có dịch đúng rồi này. Song Hỷ, bạn Hương và bạn Dung Lan cũng có dịch thêm. Bạn Junpun cũng dịch này. Ngày mai tôi sẽ chơi tennis với chị gái, chính xác. Imasu chúng ta cũng nói câu trước rồi đúng không? Chính là động từ gặp. Kimasu là từ đến. Còn cuối cùng, tabemasu hôm nay gặp ít nhất là 2 lần rồi đúng không? Chính là động từ ăn. Ok, nó phải liên quan đến đồ ăn đúng không nào? 59 luôn mọi người nhá. 59. Hay. Ok. Kino nani nani de 100 meter oyogimashita. Câu này quá dễ đúng không? Hôm trước, không phải hôm trước mà là ngay lúc nãy thôi là chúng ta cũng đã có một từ vựng liên quan và chúng ta cũng có đả động đến cái vấn đề này rồi. Kino nani nani de 100 meter, 100 mét. Đúng không? Rồi lại đi với động từ oyogimasu là động từ bơi nữa. Vậy chắc chắn mình bơi 100 mét ở đâu ấy mọi người nhỉ? Ichi elevator, thang máy à? Bơi thang máy không được đúng không? Shawa là cái vòi hoa sen cũng không ok. Guitar chính là cái guitar mà chúng ta vừa nói luôn đúng không? Là chơi nhạc cụ đấy. Còn số 4, pool là cái bể bơi. Vì vậy là câu này không ai được làm sai đâu mọi người nha. Chắc chắn phương án đúng phải là yonban. Hãy, hãy, hôm qua tôi đã bơi 100 mét ở hồ bơi, chính xác rồi. Hãy, bơi đủ chính là bể bơi, hồ bơi đúng không? Hôm qua tôi đã bơi 100 mét ở bể bơi. Hãy, các bạn bơi được bao nhiêu mét rồi mọi người? Câu cuối cùng của buổi live ngày hôm nay nhá, câu 60 rồi. Watashi wa asa pan wo nani nani. 1. Kimasu. 2. Tabemasu. 3. Nomimasu. 4. Shimasu. Động từ gì liên quan tới pan mọi người nhỉ? Pan là cái gì? À, so desu ne. Pan là bánh mì. Câu này lại dễ nữa rồi. Đúng không? Hãy, xong hỉ 2. Phi phạm 2, so this day. Liên quan tới cái bánh mì thì chắc chắn động từ đi kèm sẽ là ăn thôi đúng không? Tôi ăn bánh mì vào buổi sáng, hay một bữa sáng gọi là điển hình của dân đi làm đúng không? Rất là nhanh gọn lẹ. Các bạn ăn gì vào buổi sáng ạ? Minasan, asa nani wo tabemasu ka? Asa gohan wa? Hãy, ichi, kimasu là động từ đến này, nomimasu là uống. Có shimasu như chúng ta cũng có nhắc tới các câu trước, ví dụ là làm này, có thể là chơi các loại các bộ hình môn thể thao đúng không? Chơi gì nhỉ? Chơi đá bóng hoặc là chơi tennis như câu vừa rồi luôn ấy. Ừ, sáng nay tôi ăn bánh mì, chính xác. À, so desu ne, meshiagarimasu, nó cũng có nghĩa là ăn. Tuy nhiên đây là cái cách nói thế nào nhỉ? Tôn kính ngữ mình hay dùng cho khách hàng của mình đúng không nào? Kyo kantan desu ne. Hay kantan desu ne. Các bạn có thấy hôm nay đơn giản dễ dàng không mọi người? Hay, vì nó năm cho nên là chữ Hán của nó cũng khá là ít. Và mọi người cũng có comment thêm các chữ Hán liên quan này, cũng như là làm đúng được rất là nhiều đúng không? Kantan thì có bạn nào được mang tên không? Các bạn thử check lại xem ngày hôm nay mình có bị làm sai câu nào không? Và lý do tại sao lại sai không? Đấy, chúng ta làm sai mà mình biết là tại sao mình sai ấy, thì lần sau mình sẽ làm đúng và mình không mắc phải lỗi sai tương tự nữa. Hai, kiyowa kore de owarimashita. Otsukaresama deshita. Bye bye.